Bài toán đố mà Đức Phật đố đó nó rất là khó. Phải nói rằng mình không thể giải đáp một cách tường tận về cái bài toán đố của Đức Thầy đâu. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng tất cả đồng đạo chúng ta học về giáo lý của Đức Thầy hay hoặc là các cái kinh điển trong các cái bậc mà tiên tri gần đây đó, thì cũng muốn đem cái lời tiên tri đó để mà chia sẻ trên mạng cộng đồng với mục đích là để khuyến tấn người ta tu hành. Mới gần đây, mới hồi chiều đây, có một đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Kính thưa đồng đạo quốc tạo và tất cả chư quý vị đồng đạo hiện diện, kính mến, hôm nay cũng nhân cái ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật Trùm mà chúng ta đồng đi kính viếng để tưởng niệm cái ngày mà Đức Phật viên tịch. Vì thế mà đồng đạo chúng ta có mặt hôm nay không có gì hơn là mình đem cái chân lý giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật, Đức Thầy để chúng ta chia sẻ lẫn nhau, hầu nói lên cái tinh thần là đền ơn Tam Bảo, gọi là đền ơn Tổ Thầy. Kính thưa chư quý vị, để cái buổi gặp gỡ hôm nay thì lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin thăm viếng sức khỏe tất cả chư quý vị đồng đạo có mặt hôm nay, và cũng muốn nói lên một cái tâm tư của mình. Vì từ trước đến giờ đó, chúng tôi cũng có một ít là khi quý vị mà trên YouTube đó cũng có chia sẻ một phần giáo lý, thì chắc có lẽ là cũng không làm vừa lòng hết mọi người được. Bởi vì chân lý đó thì rất là nhiệm màu. Đức Thầy nói một câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Riêng mình thì cũng tài hèn sức mọn, cũng không làm sao mà mình thấu cạn được cái chân lý nhiệm màu của Đức Phật, Đức Thầy. Tuy nhiên chúng ta cũng đem cái sức học hỏi của mình để ra chia sẻ cùng chư đồng đạo. Ngưỡng mong chư quý vị cũng quan hỷ trong những cái điều thiếu sót. Kính thưa quý vị, gần đây thì chúng tôi có được rất nhiều những cái thông tin, cũng có một số đồng đạo cũng góp ý. Chúng tôi cũng xin chia sẻ ở đây. Thành thật mà nói thì mình cũng không có muốn nêu lên, nhưng mà cũng nhân cái dịp này để chúng ta nói lên những cái tấm lòng của mình để chia sẻ cùng chư quý vị. Trong những ngày gần đây thì cũng có một số đồng đạo cũng khuyên tôi là cũng không nên lên YouTube nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời gian này đó có quá nhiều đồng đạo chúng ta chia sẻ trên YouTube về vấn đề Phật pháp, mà nhất là trong cái phần thiên cơ của đạo Phật, mà đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng mình là phàm phu, thì Đức Thầy có cho biết rằng trong đợi người tài cao đức trọng, hầu rõ thông thiên võng lẽ nào. Chỉ có cái người mà tài cao đức trọng đó mới có thể hiểu cái thiên lý được. Thiên võng tức là lưới trời. Thì đồng đạo mình chỉ cũng đem cái sự hiểu biết phàm phu của mình ra để mà bàn luận thôi. Mà Đức Thầy nói lời truyền sấm nó như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Kính thưa quý vị, bài toán đố mà Đức Phật đố đó nó rất là khó. Phải nói rằng mình không thể giải đáp một cách tường tận về cái bài toán đố của Đức Thầy đâu. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng
tất cả đồng đạo chúng ta học về giáo lý của Đức Thầy hay hoặc là các cái kinh điển trong các cái bậc mà tiên tri gần đây đó, thì cũng muốn đem cái lời tiên tri đó để mà chia sẻ trên mạng cộng đồng với mục đích là để khuyến tấn người ta tu hành. Mới gần đây, mới hồi chiều đây, có một đồng đạo đó là chia sẻ với tôi, nói như thế này để tôi thực lại đúng y như lời 100%. Nói là toàn là mấy đồng đạo đó lên trên YouTube đó là nói dốc không à, nói láo không à, nói dụng ngữ, nói mà không có gì hết. Rồi có chỉ ra, cái này là tôi nói y như như lời, nói chỉ nói là cũng như là ông Năm Đắc Pháp đó. Ông nói rằng thời kỳ này đó không có nói tới là năm tháng nữa mà chỉ nói tới ngày thôi, đếm tới ngày thôi chứ không có đếm tới năm tháng đó. Mà nói vậy là tức là nói bậy, là nói dốc, nói láo, nói lường gạt người ta. Rồi có nói xuyên qua bảy thiện nữa. Thì tôi mới nói thế này, tôi nói đồng đạo ơi, cái này đó theo tôi thật tình mà chia sẻ với quý vị đó ha, cái luật nhân quả đó, thầy cho biết rằng luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Bây giờ anh em người ta nói đúng á thì ta nhờ, người ta nói sai đó người ta chịu, ta không có bắt mình chịu những cái lời nói mà không đúng của người ta thôi. Thì bây giờ người ta nói đúng đó thì mình mừng, người ta nói sai đó thì mình cũng nghĩa là hoan hỷ, mình thông cảm cho, bởi vì phàm phu. Chứ bây giờ làm sao mà nói đúng được. Tôi thấy thiên cơ đó ha, từ hồi khi Đức Thầy ra đời mở đạo là có tà bàn thiên cơ rồi, mà cho tới bây giờ thiên cơ đó cũng chưa ai bàn chính xác như là 100% được. 50% cũng chưa có, 30% cũng thấy cũng chưa đó. Bởi vì mình á, mình phàm phu, mình nóng ma lòng, mình đón nó hơi sớm một chút. Chứ Đức Thầy nói diệt thiên cơ khùng bỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lâu lý, thì không khi nào mà thiên cơ Đức Thầy hoặc là như ông Ba, ông Sư Giải, Tứ Thánh nhân dân, không khi nào nó sai đó. Tại vì mình đoán sai mà thôi. Thì thôi tôi cũng xin chia sẻ thế này, bởi vì nó đồng đạo nói sai đó thì chắc là có tội rồi. Mà người ta có tội, người ta cũng không có là bắt mình chia sớt cái gì, thấy không? Như vậy thì thôi mình cũng thông cảm. Vì tôi thấy ở trên YouTube đó ha, không phải chỉ nói đạo không đâu. Bây giờ thì cái thời kỳ là văn minh khoa học rồi đó, tới cái chuyện mà là đời tư cá nhân của người ta, ta cũng chụp ma hình người ta lên Facebook đồ này kia nọ, người ta gửi tùm lum trên đầy giấy trên xã hội, rồi hơi sức nào đâu mình nói cái chuyện đúng sai được. Thì thôi bây giờ vậy, mình là người đạo đó, mình nên nghĩ một cách nó quan hỷ rằng anh em cũng muốn đem cái chân lý giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật, Đức Thầy đó để truyền đạt, mong làm sao người ta ý thức được, người ta tu hành. Nếu người ta tu thì ta nhờ, người ta không tu thì người ta cũng chịu chứ, rồi mình cũng không có chịu thế ta được đó. Vậy thì hôm nay đó chúng tôi chia sẻ rằng đồng đạo đóng góp đó thì tôi cũng hoan nghênh, tôi cũng thông cảm, vì muốn làm sao cho nó tốt hơn, nhưng mà mình không làm sao được, bởi vì cái xã hội mà, cái xã hội không thể nào mình nói người này đừng, người kia mà phải làm là để cho cái thể tự nhiên đó. Bây giờ đó YouTube phải nói rằng không phải một việc, mà từ cái việc đời, việc đạo, việc như là vui, việc buồn đều là người ta như là đẩy lên YouTube tràn gian đại hải. Rồi bây giờ mình ở đó đâu mà mình nữa là phân biệt đúng sai nữa. Thôi giờ vậy, đồng đạo chúng ta mỗi người nên lấy trí thông minh nhận xét đạo lý, rồi chúng ta làm như thế nào để là mình tránh được cái sự mà Đức Thầy là rầy mình, không cho mình làm. Đức Thầy nói kẻ háo danh tham lợi là những kẻ làm quen nền đạo đó. Mình chia sẻ đạo lý coi mình có phải là những cái kẻ háo danh không, mình có phải là tham lợi không đó. Nếu mà mình cái kẻ háo danh tham lợi thì trốn trời cũng không khỏi được đó. Vì có luật nhân quả nó sẽ báo ứng nhãn tiền. Thôi giờ mình cũng không có nên là cấm đoán, mà cấm sao được đó. Rồi mình cũng xúi biểu cũng không được. Mình biểu ta làm đúng, sao ta làm đúng được. Thì thôi bây giờ chúng tôi xin chia sẻ tạm thời trong cái buổi gặp gỡ hôm nay đây ra, để là gần như là đính chánh về cái quan niệm của mình. Chuyên quan niệm của tôi đó thì tôi mong rằng
đem cái lời nói của Đức Phật, Đức Thầy ra để tuyên dương truyền bá, để cho người ta ý thức được mà tu hành. Bởi vì cái đời này rất là khổ, Đức Thầy nói không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thai. Thì bây giờ trong cái phần này đó, để tạo nêu lên hỏi cho cuộc đời này nó quá khổ rồi, thì bây giờ mình phải làm gì trong kiếp sống. Thì Đức Thầy có dạy chúng ta thế này, cái khổ nó nhiều ít gì đó ai cũng cảm nhận được hết rồi, nhưng mà cái khổ mà chắc chắn chúng ta không thể vượt qua khỏi, tức là cái tự tử khổ sắp đến đây. Vì Đức Thầy cho biết rằng những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Như vậy thì bây giờ đó mình phải ráng tu làm sao ráng tu đằng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Bây giờ nếu mình chẳng may mà mình không có tu hành rồi để tới chết mà đến rồi đó là nó uổng biết nhiêu. Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn, uổng phai một kiếp, uổng lắm đó. Bởi vì Đức Thầy ra đời đó là rất là khổ sở đó. Quý vị biết rằng trong cái thời kỳ Đức Thầy ra đời là cái thời kỳ pháp thuộc đó, nó đô hộ Việt Nam mình đó, nó bắt Đức Thầy dời đi chỗ này chỗ kia, nó an trí đến đổi là nó đưa Đức Thầy uống nước ốc xích đó, để mà hại xe Đức Thầy đó, rồi đưa Đức Thầy vào chuồng cọp vân vân, rồi đài Đức Thầy tức là đủ chỗ đủ cách trên để mà là thăm viếng Đức Thầy. Thì cái khổ đó là rất là Thầy đó, là một cái bậc là sanh như chi, một bậc Phật cho mà lâm phàm, cho nên Ngài không có mà nao núng đó, mà Ngài cho biết rằng ta chỉ có ba tánh. Thì bây giờ mình hôm nay đó, mình chuyên để mình có được một cái kho tàng pháp bảo, một cái giáo lý nhiệm đó, mà thiên cơ đó. Nhiều người ta tiếp tục tin Thầy, người ta vẫn tiếp tục tu hành. Vì tại sao vậy? Vì cái chân lý của Đức Thầy rất là không thể nào mà ai xóa mà nhờ cái đức tin mà nói được đó. Cho nên thí dụ mình nói như bây giờ quý vị đồng đạo mà có lỡ mà nói trật đi, người ta cũng vẫn tu à, phải không? Bây giờ không vì cái người nói trật mà người ta bỏ đạo, người ta phâu tu không có. Còn cái người mà bỏ đạo phâu tu không có. Tôi tin tưởng là như vậy. Lành bậc pháp, người ta đã nhận thức được cái giáo lý của Thầy rồi, thì đời tới sớm tới muộn gì người ta cũng tin. Và vì ta tin chắc rằng sẽ có những cái việc tương mặt đó. Nhưng trong đạo của chúng ta cũng không ít một số bàn bạc nó thoát được, mà tại sao mình không tu đó, để tới chết rồi đó là mình không có tu, mình không được gặp Phật, không được gặp Thầy thì uổng lắm. Cái cuộc đời này đó chúng ta rất là may mắn quý vị đó, được cái chân lý giáo pháp của Đức Thầy đó, cho chúng ta đó. Đức Thầy nó lúc quỳnh hôn nó đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về Cực Lạc. Lúc quỳnh hôn là lúc này đó, trời sắp tối rồi đó, sắp lặng rồi, tức cuộc đời này sắp hết rồi đó, mà đèn trí tức là giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy bây giờ đó truyền lan khắp tất cả, muốn là có, chỉ cái mình không tu thôi à. Đó, tu là có giáo lý, tu là được người đó là trợ duyên cho mình. Bây giờ muốn tu đó, mình muốn thượng ngôi tam bảo, có người ta lại thượng tam bảo cho mình đó. Mình muốn người ta dẫn dắt như thế nào thì có đồng đạo sẵn sàng dẫn dắt mình đó. Mình nghèo đói thiếu thốn có đồng đạo ta trợ duyên cho mình. Muốn tu là dễ quá coi gì nữa đó, mà mình không tu thì thôi à đó. Cho nên ở đây đó, đồng đạo chúng ta vì thương yêu lẫn nhau như con một cha, mình muốn dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Bây giờ không có cái gì quý hơn là cái đạo đức đó. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó, ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Mà nếu mà mình chỗ nào mà mình không có đạo là chỗ đó là không có liêm sĩ, tức là không có đạo đức, không có tinh thần giải thoát được. Thì trong cái buổi hạ ngân này, Đức Thầy cho chúng ta biết là mau mau kiếp kiếp chuyên cần,
chúng sanh còn có lập thân hội này, hoặc là có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ trầy rèn chẳng kịp, khuyên ai khuyên sớm ráng chuyên cần. Có nhiều người đồng đạo chúng ta cũng tu vậy, mà tu cái kiểu như là tu theo nước lớn là rồng bèn thả trôi, cái này ổn lắm. Nên mình phải có một lập trường, có một chánh kiến, có một cái sự là quyết định, có một đường lối mà rõ ràng, chứ không phải tu theo mà nước lớn rồi rồng đó mình là buông trôi, mình thả theo qua dòng nước là nó không có đi đến bến được. Đó. Bây giờ đó tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng có một cái chân lý của Đức Thầy đã ban tặng cho mình. Trong cái đời Hạ Quân này đâu phải dễ gì mà được một cái giáo lý chân chánh như vậy. Ngoài cái giáo lý của Đức Thầy ra, chúng ta tìm hết tất cả các, mình xin phép mà nói đấy, là chưa có một cái giáo lý nào mà chân chánh như giáo lý của Đức Thầy. Bài trừ dị đoan mê tín, chỉ cho mình một con đường đó là chân chánh để mình đi trên con đường giải thoát. Mà nếu mình không nắm bắt được cái cơ hội này thì có một hội này mà mình không lập mà được thân đó, mà mình mãi mê mang nó thì Đức Thầy nó mê mang danh lợi cõi hồng trần. Có một hội này lập lấy thân mà mình không có lập được cái thân của mình thì rất là ổn. Cho nên Đức Thầy cho biết đó, nếu bổn đạo nó còn ai làm sai, coi kệ này mình sửa lấy mình đó. Coi cái kệ của Đức Thầy này là mình sửa lấy mình, không phải chỉ người cư sĩ không mà cả các cái nhà sư đó Đức Thầy cũng khuyên đó. Đó. Ta yêu chúng đó, Đức Thầy dạy là ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mò hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Đức Thầy dạy chúng ta đắc đạo chứ không phải dạy chúng ta là ở trong một cái trường hợp mà tu rồi không biết cái gì đâu. Đó. Kính thưa quý vị, cái này là tôi xin có nói một vài lần nhưng mà hôm nay xin nhắc lại. Hồi đó tôi có nghe ông Lương Trọng Tường, ông nhắc lại cái lời của Đức Thầy như thế này. Ông nói hồi đó ở miền Đông đó, Đức Thầy cho biết là khi mà Đức Thầy về đó, sau này Thầy về đó ha, Đức Thầy điểm đạo đó, tín đồ đã đắc đạo là vô số. Đó. Thì trải thời gian qua mình thấy đồng đạo mình tu mà liệu thì làm sao mà đắc đạo được. Làm sao ra mà điểm đạo đắc đạo vô số được. Phải không? Cho nên chúng ta phải tu để cởi mở ra. Đó. Tu phải đúng với cái đường lối của Đức Thầy mới đắc đạo được. Đó. Mà làm sao mà tu đúng, bởi bây giờ mình tu mình còn quá nhiều cái danh lợi đi. Đó. Danh lợi tình cảm nó bao vây mình tu chưa có mạnh dạn. Đó. Khi mình đọc đến cái bài Sứ Mạng của Đức Thầy trong đoạn này đó, mình thấy rất là rõ ràng. Đó. Đức Thầy nói trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp diệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Khi Đức Thầy về đó là mình kiến diện bậc chân sư rồi đó, mình tu hành mau đắc quả. Bởi sao? Bây giờ quý vị tôi tưởng tượng khi Đức Thầy về đó mình tu lâu thôi á, mà hả là mình tu thiệt. Đó, bây giờ mình còn tu, còn mang danh, mang lợi, mang tình rồi này cái nọ. Cho lúc Đức Thầy về đó chắc mình bỏ hết à, danh lợi tình gì đó buông hết để tu. Đó. Bị mình kiến diện bậc chân sư là tên Thầy rồi. Đó mà tu hành mau đắc quả. Còn cái hạng mà thấp hơn đó thì làm dân Phật quá. Cho nên Thầy nói sao làm dân Phật quá hưởng sự thái bình. Bây giờ đồng đạo chúng ta ráng tu đi. Để sau này mình kiến diện với Đức Thầy đó, mình tu hành đó là mau đắc quả lắm. Bởi lúc đó là mình tu và buông bỏ hết. Tu mà không buông bỏ thì không giải thoát được. Bây giờ mình tu tịnh độ vậy. Mình tu tịnh độ mà còn mang quá nhiều những cái tư lương trong cái cuộc sống vật chất thì khó đó. Khó thành tựu mà trên bước đường tịnh độ lắm. Tuy nhiên không phải niệm Phật là không có công đức. Đó. Nhưng mà chúng ta niệm Phật có nhiều khi không hội đủ cái tín nguyện phụng hành. Đó. Thì không thể giảng sanh trong một đời được. Đó. Vì Đức Thầy cho biết là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về đây ăn dưỡng. Mà mình niệm Phật mà mình không có y như vậy. Tức là không có y, tức là cứ là y như vậy. Tín tức là tin, nguyện tức là mình mong về cực lạc. Phụng hành tức là mình làm theo ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành, thấy không? Sao mình chưa đủ cái đó mình mới không giảng sanh đâu, còn đủ cái đó thì giảng sanh chứ sao, phải không? Cho nên ở đây đó mình tin lời của Đức Thầy và mong mỏi rằng tất cả đồng đạo chúng ta ai ai cũng vậy, khi mà mình lúc lâm chung rồi đó thì sẽ mau có Thầy. Cái Thầy nó đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật bà,
cứu giúp giúp cho. À, chắc chắn là như vậy. À. À, bây giờ chúng ta là cái người học Phật tu nhân, tu pháp môn ma ma tịnh độ. Thì ai ai là người tín đồ Phật giáo hảo thì ai cũng có tịnh độ hết. Thấy không? Nhưng mà tịnh độ của chúng ta nó chưa có hoàn toàn là tịnh độ. À, cũng như bây giờ xin phép đọc lại một cái đoạn trong bài kể tứ liệu giảng của Đức Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư. Mà Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư là một hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Ngày 17 tháng 11 hàng năm là ngày vía Đức Phật A-di-đà, tức là ngày vía của Đức Vĩnh Minh Thiền Sư. Đó. Ngài có ra cái bài kệ tứ liệu giảng để xin phép đọc lại để cho quý vị coi mình tu tịnh độ sao. Ngài nói rằng hữu thiền hữu tịnh độ, du như đối giấc giác hổ, hiện thế thiên nhân sư, lai sanh tác Phật tổ. Đó, tạm dịch là mình có thiền tông và có tịnh độ đó. Ví dụ như mà mảnh hổ mà mọc thêm sừng vậy, mảnh lắm. Đó. À, hiện thế đó là thiên nhân sư, tức là làm thầy của trời và người. À, lai sanh tác Phật tổ, tức là tương lai là vị này là Phật tổ. À, còn bài kệ thứ hai, Ngài nói rằng vô thiền hữu tịnh độ, dạng tu dạng nhân khứ, nhược đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. À, tạm dịch là người mà không có thiền tông mà có tịnh độ thì dạng người tu dạng người được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Coi như là dạng tu dạng nhân khứ đó, nhược đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ, nghĩa là bằng như mình gặp được Đức Phật A Di Đà, lo gì mà không có khai thông cái đại ngộ của mình. Đó, cho nên gọi là hà sầu bất khai khai ngộ, lo gì mà không có khai mà mở cái trí tuệ của mình. Đó. Kính thưa quý vị, còn hai bài kệ sau thì thôi, bây giờ mình đọc ra nó cũng dài, như là hữu thiền vô tịnh độ đó, thập nhân cực tu cửu ta lộ, ấm cảnh nhược hiện tiền miết nhĩ thì tha khứ, tức là cái người mà có thiền tông mà không có tịnh độ đó ha, chính người tu rất hết, nghĩa là mời người tu rất chính còn người. Bây giờ mình để cái thời gian để trình bày quý vị có tịnh độ là như thế nào. Chứ không phải có niệm Phật là có tịnh độ nha, không phải vậy. Mà có tịnh độ có nghĩa là có tín nguyện phụng hành, đó là người đã có tịnh độ. Còn người chưa đủ tín nguyện phụng hành thì người đó chưa đủ gọi là có tịnh độ. Còn người có thiền, thế nào gọi là có thiền? Không phải ngồi mà liêm diêm vậy mà gọi là thiền, không phải vậy. Mà có thiền tức là phải đắc thiền, phải nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà ít nhất cũng phải biết nhập sơ thiền rồi mới gọi là có thiền. Chứ không phải ngồi mà liêm diêm vậy cái rồi mình nói là có thiền, không phải. Mà có thiền tức là phải nhập thiền, chứng là ma thiền. Đó, mới gọi là có thiền. Có tịnh độ có nghĩa là mình phải tu có tín nguyện phụng hành mới gọi là có tịnh độ. À, mà nếu có tịnh độ rồi đó thì dạng tu dạng nhân khứ. Còn Đức Thầy nói cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, một kiếp một à, chứ không có tu các kéo dài. Yeah. Như vậy thì đồng đạo mình đã làm sao mình ráng tu một kiếp này đi, ráng tu được mà chết, chứ đợi giờ chết dữ lắm anh em. Chết nào là chết bệnh, chết như là tai ương hoạn họa, xe cộ gì tai nạn đầy giấy trên xã hội. Trên tôi mới ngày kia đi cầu nguyện cho cái chú đồng đạo này mới có 42 tuổi để chạy xe là bị da chàm mới chết đó. Mà nếu mà không có tu thì khổ rồi, không có tu là đi về cái cảnh giới mà nó rất là khổ sở. Cho nên chúng ta phải ráng tu đâu mà chết. Lại nữa, bây giờ trong cái pháp môn tịnh độ đó có một cái phương pháp nó gọi là cứu cánh giải thoát. Đức Thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Đó, cho nên đồng đạo chúng ta mà đi đường mà chúng ta có niệm Phật thì tuyệt đối là không có tamata tai nạn. Bởi Đức Thầy đã thị hiện chứng minh cho mình biết rằng giữ lục tự trì tâm bất diễn, tức là không có xa rời, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Đó,
hoặc là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Bây giờ quý vị đi đường đi đâu mà quý vị đang niệm Phật thì không thể có cái chuyện mà tai nạn gì hết. Nó có một vài cái bằng chứng mà tôi xin kể lại đây. Có lần đó cũng đi ở tại đây, có một đồng đạo đó nói tôi đó là người đó ở Thốt Nốt, đi lấy thuốc nam chạy bằng cái chiếc xe đạp đó, mà chiếc xe mà du lịch ở đâu sao nó tông một cái đó ha, là ông văng bổng lên mà trên mấy thước rồi rớt xuống, ông đứng sững không có là té không có gì trên được. Còn cái xe đạp ông nó nhùi lên một đống kinh khủng vậy mà ông không hề có là chảy xước gì hết đó. Rồi hỏi sao mà may mắn vậy, nó bây giờ ông đương vừa chạy xe đạp vừa niệm Phật đó. Rồi mỗi chuyện mà bác Hai Tho hồi xưa có kể đây quý vị, có đồng đạo này dẫn hai con bò, con đi trước con đi sau, ổng đi chính giữa đó, mà mìn nó nổ cái thấy hai bò chết banh cái, ổng không có dính miếng nào mà thương tích hết đó. Rồi hỏi lúc đó ông đang làm gì, ông nói đương niệm Phật đó. Cho nên Đức Thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy đó, có kẻ cứu mình không biết là ai đó. Vì vậy cho nên đó, mình ráng niệm Phật quý vị ơi, cố gắng mà niệm Phật đó. Bây giờ chúng ta gợi cái ý này. Tại sao mà mình niệm Phật mà nó cứ nó quên hoài đó, là do đâu? Là do mình không có quyết tâm đó, mình không có hạ quyết tâm. Trước khi mà mình hạ quyết tâm rồi đó, mình sẽ làm được, mình sẽ cố gắng mình làm được đó. Còn mình tu mà mình buông mà lung tới đâu hay tới đó, nước lớn thì tu theo nước lớn, nước rồng tu theo nước rồng thì cái chuyện này nó sẽ khó mà thành tựu được đó. Tuy nhiên nói tới rồi chúng ta cũng phải nói mà trở ngược gì, không phải niệm Phật đó, mà không giảng sanh cực lạc mà lại là không có phước đức. Phước đức cũng rất lớn. Trong kinh Phật nói người mà sanh tâm niệm được một danh hiệu của một Đức Phật, một danh hiệu của một mà vị Bồ Tát, người đó vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác. Là cái phước duyên nó lớn như vậy đó. Vì vậy cho nên nếu đồng đạo mà chúng ta tu mà niệm Phật mà chưa được giảng sanh thì chúng tôi tin tưởng rằng cũng có nhân duyên không đọa vào ba đường ác, và chúng ta sanh lại cõi trời cõi người sẽ được hưởng cái phước duyên rất là lớn. Trước khi dứt lời thì cũng xin thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo quay lên Đức Phật, Đức Thầy cùng chư vị thánh thần từ bi phổ độ cho đồng đạo chúng ta cùng bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, ngắt cái máy, mấy anh đợi.